Mẹ ơi, con đang quỳ trước lưng cổ của mẹ, nhìn lên chi ầm. Ôi hương trầm sẽ đưa thắp sáng mẹ vào lòng đất lành. Mẹ ơi, mẹ bỏ chị em con rồi mẹ ơi. Từ nay về sau con nói trong đời mẹ rồi. Mẹ ơi, dưới ta lấp lấp vô lời để yên. đi vào mà ông Khai thấy được mẹ hết trơn á. Chị thấy chiếc cổ quan tài phủ cánh hình hoài người mẹ con yêu con quý, người mẹ mà cả đời đã vất vả vì chị em của con. Lo đứa này ghét cơm nè, lo đứa kia mang áo, dạy dỗ chị em con từng cách sống ở đời. Có bao giờ mẹ nghĩ gì riêng cho bản thân mình đâu, bao tươi đẹp trên đời dành hết cho con cho cháu. Nhìn thấy chị em con đầy đủ với mọi người, trên môi mẹ nở nụ cười hạnh phúc. Mẹ ơi, mẹ thương con, sao mẹ không sống với con trọn đời suốt kiếp để cho con chăm sóc lại cho mẹ, cho con báo hiếu lại cho mẹ những gì mẹ cực khổ với con. Đã lần nào mẹ bỏ con, mẹ xa bị căng chia ly, mẹ có đôi đường bỏ các con ở trước chẳng khóc cằn một lòng của con, mẹ thương con về chính giác cho mẹ. Bàn An Hương công khai cho chị em mình thắp lên lần cuối cùng này, chúc nguyện cho mẹ sớm tiêu diêu về miền cực lạc, từng lo lắng, từng bận biểu vì chị em của con. Con hứa cho mẹ anh chị em con sẽ đùm bọc chở che cho nhau, đoàn kết giữ gìn những gì mẹ dạy cho các con. Em Ngã, anh Đăng, chị Ngã, em Đăng, các con sẽ đùm bọc với nhau vì lòng mình về rất cần như mẹ.